Rồi nè, đó anh đổ ra hết cho em rồi nha. Phở, hủ tiếu, cơm sườn. Đó, muốn ăn nào trước cũng được. Ăn từng món, ăn từ từ. Rồi, ăn xong một cái, có chuối, có cam. Cam rất tốt cho em, cam có vitamin C, chuối có chất xơ. Ngon quá, hấp dẫn quá, hấp dẫn quá. Rồi, đây, đây, đây. Hey, yeah. Rồi, em ăn dư cái nào, ăn, ăn hết cái đó, ok. Dạ nha. Ừ. Ê, khoan, khoan, khoan. Hả? Thôi, giờ mình bỏ miếng này vô đây, mình ăn chung đi. Ủa gì? Bỏ vô đây luôn. Ủa, cái gì, em? Cái gì kỳ vậy? Hả? Tự nhiên trộn cơm với vô hủ tiếu là sao? Thì cái này mình cũng phải ăn mà, giờ bỏ luôn ăn cho một lần cho nó xong, cho nó lẹ. Trời, ăn cái gì kỳ vậy trời, trộn với đồ ăn con heo vậy? Đâu sao đâu anh, cái này mình ăn như là ăn lẩu vậy đó. Mình ăn lẩu mình hay bỏ đồ ăn tùm lum vô đúng không? Giờ mình cũng bỏ tùm lum vô giống như ăn lẩu vậy thôi. Thôi đi bà ơi, ăn lẩu là ăn khác, ăn lẩu là những cái món ăn dành cho lẩu, là lẩu thập cẩm. Còn em trộn tùm lum la gì như tả bí lù, ai biết món gì? Trước sau thì nó cũng vô bụng mình à, đâu sao đâu không? Trời gì được luôn á hả? Được, nó nghe nè. Hả? Em trộn vô hai mình ăn chung. Thôi. Điên quá. Ăn chung. Thôi ăn đi, em có bầu có con rồi, em phải ăn, ăn cho tốt, ăn cho nhiều vô, ăn cho hết. Không nha. Có, em trộn vô là em cũng thấy ghê thiệt. Xong em coi anh thử ăn thử coi được không? Em ăn được thì em ăn được. Quá là chuột bạch đó hả? Ăn đi, ăn trước đi. Thôi không ăn. Không ăn à? Giận à? Hả sao con? Hả? À, em nói gì? À, ba không ăn là em giận hả? À, thấy chưa, em giận ba nè. Thôi thôi. Ăn đi, ba. Thôi giận luôn đi, thấy ghê muốn chết luôn. Cô, trời ơi, đồ ăn nhưng mà đồ ăn cho heo ăn vậy con? Đó đó, thấy chưa, cô có đồ ăn cho heo nhưng bắt cô ăn cô. Không có được, cái này ăn được. Ngon mà con, cái này ngon. Vợ con nó đang có bầu, con đừng làm cho nó giận, con hiểu không? Giống như nó nói gì ngon là ngon, mà cô nhìn cô cũng thấy ngon mà. Trời, tới cô cũng thấy ngon luôn. Không, cái này vậy. Trời ơi, con phải cho thêm này vô nè. Hả, cho trộn nữa hả cô? Thấy để chưa? Nó có xe, xe rồi này kia nọ đó, để ăn luôn một lượt. Nó giống như tại bí lù vậy đó con. Cô thấy ngon rồi, vậy thôi cô mời cô ăn. À, không, cô ăn chi, cô no rồi. Cô no rồi, cô không có ăn. Coi như tụi con bây giờ, con cố gắng con ăn đi cho vợ con nó vui. Lúc nó có bầu, đừng có làm gì cho nó giận hờn hết. Con hiểu không? Con hiểu với cô đúng không? Bởi vậy á, nè xong rồi á là ăn trái cây nha con. Nhớ dạ. Ăn xong trái cây. Rồi giờ tụi con ăn lẹ đi. Dạ. Rồi xong rồi tụi con ăn xong mới tới nhà cô xuống ăn. Không, nhà cô lấy cái bếp này, nhà cô ăn á mà, hiểu không? Dạ, dạ hiểu. Ăn đi con, ráng đi. Vợ nó thương thì trời ơi, con cho chuối. Vui quá. Ăn trước hả? Anh ăn trước đi. Cô Lan mới nói là ăn được chứ bộ. Ăn món khác được không? Thôi mệt quá, anh ăn đi rồi tới em ăn nè. Rồi. Em gì vậy? Hả? Nhưng bắp với mỏ anh vậy? Nhưng nắm lô ta anh vậy? Đồ ăn của em đâu? Đồ ăn gì? Đồ ăn bữa nãy đâu rồi? Em đang ngủ mà ăn gì? Ôi trời, ôi em đang mớ hả? Ây da, em đau bụng quá anh ơi. Đói lắm hả? Đau bụng quá, đau bụng luôn rồi đó. Em muốn ăn gì, muốn ăn gì? Cái gì nãy nè em thấy ngon lắm nè. Gì? Nhớ rồi, cốc ngâm. Trời ơi, cốc ngâm đúng không? Dạ. Trời ơi, tưởng ăn gì ăn mới nó dễ ẹt. Anh chạy ra ngoài trường học mà mấy đứa tiểu học nó học nè, rồi anh mua cho. Dạ, đi nhanh về nha anh ơi. Đi nhanh nha. Ủa mà khoan. Cái gì? Vậy giờ 12 giờ ai bán cốc ngâm nữa? 12 giờ đêm không phải 12 giờ trưa đâu. Ủa, em thèm lắm, hồi nãy em thấy nè, cốc ngâm mà trong cái tô bự vậy nè, mà cốc ngâm với này nước đường á ngon. Nó vừa chua chua mà nó vừa ngọt ngọt, chấm miếng muối cái ăn. Ôi ơi, chảy nước miếng luôn á. Cho em mua cho em đi cốc ngâm á. Mà bây giờ khuya rồi không có ai bán hết nên đâu đi mua được. Ăn cốc ngâm à. Cốc ngâm ơi. Gì vậy? Cốc ngâm à. Em làm cái gì vậy? Làm cái gì vậy? Em mua cốc ngâm cho em không? Thôi được rồi. Không mua là em ăn ngồm có luôn rồi. Ăn ngồm rồi. Gì vậy? Nên đi mua cho em không? Thôi đi mua, đừng ăn, trời ơi. Thôi đi mua liền đi. Trời ơi, tôi khổ ghê, giờ này 12 đêm ai bán, trời. Đi mua nha. Rồi, đợi anh xíu. Đi mua cổ được về nhà nghe chưa. Trời ơi, thôi đi.
thì em muốn ăn gì thì em mua ăn đi. Gì vậy? Thôi ơi, gì hai bay làm thiệt ghê vậy? Giờ muốn sao? Em ổn không? Gì vậy? Thôi ơi, em lên cơn nghiện hả? Tự nhiên. Gì vậy? Em thèm cái món này kỳ quá. Em thèm đi, đi mua. Bình tĩnh, thèm đi mua đi cô. Em thèm. Đau. Dạ. Em thèm cái gì anh cũng chiều đúng không? Ừ đúng rồi, bây giờ em muốn ăn gì anh cũng mua hết được chưa? Anh nói nha. Ừ. Em thèm á. Trời ơi, cái gì vậy? Em không thèm gì nữa. Em chỉ thèm cắn thịt anh thôi. Em bình tĩnh, bình tĩnh. Em bình tĩnh, bình tĩnh. Chú ơi, chú ơi, con vô con, chú ơi. Anh cứ chạy đi. Anh không bao giờ thoát khỏi tay em đâu. Trời đất quỷ thần ơi, nó mới có ốm ngán mà nó thèm tới cái món thịt người luôn đó hả? Mệt mệt mệt, dẹp 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 cái điện thoại đi. Anh kể cho mình nghe một cái chuyện này, nó khủng khiếp luôn. Sao vụ gì? Trời ơi, từ hồi cha sanh mẹ đẻ tới bây giờ, anh mới chứng kiến luôn á. Sao cưng? Nó khủng khiếp lắm. Mà cái gì? Trời ơi, tự nhiên nó khủng. Chồng làm em sợ quá. Mình có biết cái con gì mà thường nó ăn thịt đồng loại nhau? Con gì cũng có thể ăn được á, tại vì nó đói là nó phải ăn hả? Đúng rồi, nó đói là nó quốc nhau đúng không? Nhưng mà có một con không thể nào ăn thịt đồng loại, đó là con người. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà nó xoay luôn. Hả? Trời ơi, trời ơi. Người ăn người tại nhà mình luôn, tại quán cà phê mình luôn hả? Trời luôn. Trời ai vậy? Nó bay vô rồi nó chụp cái tay nó làm cái pop. Trời ơi, pop gì đó. Sát sống đã có, sát sống ở Việt Nam hả? Zombie. Trời ơi. Coi. Muốn xỉu. Thôi, không chuyện này thật mà. Em biết ai không? Ai vậy? Con Mai ăn thịt thằng Phong. Con Mai đâu có chữa mà. Không biết. Thằng kia đang đứng như nào nó bay lên nó tắp cái bắp bắp. Nó rượt. Thằng kia phóng lên trên lầu. Trời, zombie đâu có chữa được. Con Mai đâu phải là zombie đâu. Mà nhưng mà bây giờ lỡ cho nó mướn nhà rồi, có khi nào một ngày nào đó chồng nó bị ăn hết thịt chồng nó xong nó ăn qua tới vợ chồng mình không? Thì đó. Nó bị ốm ngán mà nó thèm tới mức độ mà nó ăn thịt người luôn á. Trời. Nó ốm ngán à? Mình anh hỏi nè. Hồi lúc mà mình ốm nghén thằng Tú á, mình có thích ăn thịt người không vậy? Cái đó em không biết nha, ốm nghén thằng Tú là mê man bất tỉnh đó. Nhưng mà lỡ sắp tới mình ốm nghén với anh là sao? Hên xui đó. Bây giờ khoa học phát triển lắm, không biết đâu mà lường đâu. Mà hỏi em không tin đâu, con Mai thấy nó... Đó, thấy chưa? Thấy chưa? Chào cô, chào. Thấy chưa? Hay. Đây là chứng cứ nè, bề nổi nè, còn bề chìm còn khủng khiếp hơn nữa. Trời Mai. Rồi con dễ sợ vậy đó hả Mai? Nó sung sướng vậy đó mình. Con. Rồi nó ăn ăn thịt con sao vậy? Dạ chỗ nào có da rồi cho nó cắn hết đó. Chết rồi, nó tắp hết da. Dạ cô chú cho con hỏi chỗ nào chích người cô chú. Con đi đến liền ở chỗ thú vật á. Không sợ thú. Phải thú y sợ. Cái gì thú? Cái gì Buster. Đi liền. Buster. Dạ cảm ơn cô chú. Dạ cảm ơn cô chú. Nó còn lên cơn nữa cô ơi. Chết tôi rồi.